là bởi vì là trước đây khi mà trả kết quả ADN á, khi mà Tuấn Vĩ trả kết quả ADN mà nhiều cô chú nhìn vô cái mặt Tuấn Vĩ để đoán, nói nhìn Tuấn Vĩ cười vui vậy chắc là trúng rồi. Vì vậy cho nên là hôm nay thật sự là Tuấn Vĩ không có dám cười á, Tuấn Vĩ không dám cười vì sợ đôi khi cười thì cô chú cứ tưởng là trúng rồi, là chúc mừng trước, rồi đôi khi rất là tội nghiệp. À, tội nghiệp bởi vì hụt hẫng đó. Thì trong cái câu chuyện của anh Phúc á, thật sự là hôm nay là đúng ra đó là thường thường khi nào mà có cái kết quả trúng thì em mới mời em Hà lên để mà trả kết quả. Nhưng trong cái trường hợp của anh thật sự là được cái sự quan tâm của cộng đồng rất là lớn. Em đăng bất cứ cái clip nào lên thì cô chú cũng hỏi là cái kết quả của anh Phúc như thế nào rồi. Thì em cũng xin thưa với anh và cộng đồng cũng như là cũng đại diện cho em Hà để chia sẻ với cộng đồng là trong thời gian qua đó thì khi mà xét nghiệm lần đầu thì nó có cái sự mà gọi là trở ngại không có trùng khớp. Vì vậy cho nên á là bên gia đình của cháu Xuyến á là yêu cầu xét nghiệm thêm một lần nữa vì thông tin thì đưa ra thì quá là trùng khớp. Nhưng mà về cái kết quả ADN như vậy thì gia đình không có gọi là gia đình không có đồng ý với kết quả đó. Vì vậy cho nên là đã lấy mẫu thêm một lần nữa. Thì trong cái quy trình như thế nào thì em Hà có thể chia sẻ trong cái quá trình lấy mẫu và trong cái quá trình mà gia đình yêu cầu như thế nào thì em Hà chia sẻ chút xíu ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Thì hôm bữa cái trường hợp mà mình làm xét nghiệm lần đầu tiên giữa anh Phúc và anh Quý á, thì cái mẫu của anh Phúc gửi về cho em là hôm bữa là anh Phúc có nhờ người người con để gửi từ bên nước ngoài về, nên là thì cái trường hợp đó thì nói chung là sợ là trong cái quá trình vận chuyển thì mẫu nó sẽ có một chút gì đó nó ảnh hưởng đến cái kết quả, nên là cũng đợt này thì anh Phúc cũng đang có mặt ở Việt Nam, nên là hôm bữa thì em cũng có liên hệ với anh Phúc và xin cái lịch để hẹn là đến thu mẫu trực tiếp luôn, có nghĩa là mình đã loại bỏ hết những cái sai sót hoặc là những cái rủi ro bên ngoài rồi. Còn trường hợp của chỗ anh Quý á, thì là anh Quý anh cũng có một vài cái lăn tăn là trong cái có thể là dụ như là hút thuốc hay là uống cà phê hay là ăn uống thì đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả. Thì anh cũng có mong muốn là được làm lại lần thứ hai để loại bỏ hết những cái rủi ro hoặc những cái sai sót mà mình đang còn lăn tăn trở ngại á. Thì hôm em có thu mẫu trực tiếp của anh Phúc là mẫu tế bào niêm mạc miệng, và của anh Quý cũng là mẫu thu mẫu trực tiếp và mẫu tế bào niêm mạc miệng luôn. Thì sau khi phân tích lại lần thứ hai của Hội đồng Khoa học của Viện Lucy thì cũng có kết luận là không có trùng huyết thống dòng mẹ giữa anh Phúc và anh Quý. Rất là đáng tiếc là đã làm hai lần rồi nhưng mà hai lần kết quả vẫn trùng nhau và cái không có cùng huyết thống dòng mẹ được ạ. Rất Rất tiếc. là đáng tiếc và rất là gọi là ngoài cái sự mong chờ. Vì cái sự Vâng ạ. mong chờ ở đây đó là do hôm bữa đó là nghe thông tin nó quá trùng khớp đi. Và nói mọi việc là thứ nhất là nói gửi cho ông bà Đỗ Hạnh, thứ hai nữa là có người gì cũng ẵm em đến bụi dứa đó bỏ, rồi còn úp cái nón lên trên cái mặt của em bé nữa. Thì nghe như vậy là hầu như ở trên cộng đồng là ai cũng mong chờ đó anh Phúc, ai cũng mong chờ. Và bây giờ nghe cái tin vậy thì chắc chắn là cũng nhiều người là rất rất là thất vọng về điều này. Nên là bây giờ cũng không không biết nói sao hơn, thì mời anh Phúc chia sẻ đôi chút về cái kết quả hôm nay cũng như là chia sẻ đôi chút về cái suy nghĩ của mình. Và trong những ngày qua thì em cũng thấy em Hà có gửi hình ảnh là anh ra ngoài La Vang đó để mà dán cái những cái quảng những cái gì affix hả, dán mấy cái affix mà gọi là để mà nói về cái sự mà tìm mẹ của anh đó. Thì em nhìn qua cái hình ảnh đó em cũng rất là xúc động và thấy cái công của anh lớn quá, nhưng mà rất là đáng tiếc thì hiện tại bây giờ thì đang đến cái giai đoạn là chưa có kết quả, chưa trùng khớp đó. Thì anh cũng có đôi lời anh ha. Dạ nói là chính là anh cũng xin thưa với anh, con cũng xin thưa xin chào mà cô chú và anh chị em trên cộng đồng mạng.
Thật sự ra thì ngay cái tin này thử lại lần thứ hai cũng đáng tiếc là mình không có trùng 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 khớp với anh Quý đó. Chứ nếu mà cùng trùng khớp thì nó đúng là cũng may mắn, mà thử lại lần thứ hai đó coi là mình không có trùng khớp thì cũng không rồi. Rồi cách đây cũng 3 ngày có đi ra Quảng Trị, bây giờ mới đi ra Quảng Trị mới vào ngày hôm kia thôi, có ra ngoài đó 2 ngày và cái đăng những cái tờ á, tìm lại mẹ là tên nhà thờ La Vang cũng về khấn với mẹ, con như con nguyện cầu mẹ, con người không có đạo nhưng con mong muốn mà mẹ chỉ đường dẫn lối cho con đến được gặp mẹ con, hoặc là mẹ con đã mất cho con biết một cái niềm tin nào để cho con khỏi cơ. Thành ra anh đi tìm dữ lắm, rồi dán vào cái chùa chùa Tĩnh Hội ngoài Quảng Trị, xin lỗi, ngoài chùa rồi nhà thờ rồi những cái bệnh viện, tại có một đứa em nó cũng đi làm từ thiện nhiều lắm, rồi nó cũng ở ngoài Quảng Trị nó cũng đi dán phụ tới với một đứa cháu. Thì anh cũng nói là tìm mẹ anh đó, thì anh thấy cũng rất mong manh, nếu nói tới mẹ thì anh rất mong manh lắm đó. Mà nhưng không biết làm sao mà trong lòng anh, thật sự trong lòng anh luôn luôn khi nào cũng muốn tìm về mẹ đó, biết rằng mẹ mình không biết là làm gì đó, nhưng mà vẫn quyết định đi đi. Bởi vì nếu mà mẹ anh còn sống hay là mẹ anh đã chết mất đi thì cũng hơn cái mẹ anh đã tạo cho thằng dáng này, cho anh một cái thằng hình dáng này, và anh đã đi từ nhỏ cho đến lớn lăn lộn ngoài cuộc sống mà kiếm sống mưu sinh. Nhưng khi anh đã có rồi thì anh nghĩ về cho mẹ anh, chứ anh không có nghĩ về mẹ anh là làm bất cứ cái điều gì, mà nhưng luôn luôn anh chỉ nghĩ rằng mẹ anh còn còn sống, mẹ anh hay là mất đi mẹ anh cũng gần bên anh. Thành ra anh một giây phút nào anh còn sống thì anh vẫn cứ hy vọng đi. Anh biết gì mà nhiều người bạn bè anh nói cho anh như mà kim như đáy biển, anh hy vọng là như vậy. Chứ anh thật sự ra cái hình dáng anh có đẹp đẽ hay xấu gì đó thì mẹ anh cũng cho anh, mà anh cũng cảm ơn cái là Tuấn Vĩ rất nhiều nhiệt tình đó, là giúp đỡ anh đi tìm kiếm mẹ anh, cũng có trong cái đó, là của em cũng là cái công của em cũng nhiều đó. Với em Hà đây cũng bữa hôm cũng có nói với anh đó, anh chờ anh Tuấn Vĩ có góp ý gì vậy thì anh nên ấy, thì nên gặp với chương trình với cộng đồng mạng một lần nữa đi. Ngay ra nhiều khi có cơ hội anh còn gặp, đó là anh mừng liệt, đó là cái cơ hội mà một cơ hội mong manh nhưng mình cũng Rồi anh ơi, lẫn rồi bây giờ cho em xin xin hỏi thêm về trong cái thông tin và gọi là chúng ta xoay quanh cái việc cái nội dung chính anh ha. Anh xin hỏi em Hà một cái. Theo như cái thông tin mà của bên gia đình của anh Quý đưa ra đó thì hầu như là trùng khớp với bên anh Phúc hầu như là 90%. Và khi mà nghe cái tin này á, thì Tuấn Vĩ và anh Phúc cũng như là cộng đồng ai cũng vui mừng, ai cũng gọi là hết sức là quan tâm và theo dõi xem thử là cái kết quả nó ra sao. Và anh muốn hỏi về cái chuyên môn về bên cái xét nghiệm chút xíu là cái mẫu của anh Phúc thì đã thử lần hai và có lấy trực tiếp và cũng không có cái sơ sót trong cái việc mà lấy mẫu. Vậy thì theo em thì có thể có cái việc nào nó xảy ra, có thể đó đúng là đúng người mà anh Phúc cần tìm rồi và đúng người của anh Quý cần tìm rồi mà xét nghiệm nó không ra hoặc là nó có cái sơ suất nào khác không? Thì em cũng có hôm bữa là em cũng có coi cái clip của anh Phúc, có nghĩa là cái thông tin của anh Phúc và cái thông tin bên chỗ anh Quý đưa ra thì hầu như là nó rất là trùng khớp, mà mình cũng đang nghĩ nó đã rất là trùng khớp rồi. Nhưng mà khi mà làm xét nghiệm á, thì mình làm về dòng người mẹ rồi, có thể là mình làm về dòng cha thì có thể là sai sót, tại vì có thể là có cùng mẹ đẻ ra nhưng mà khác ông bố, thì mình làm về dòng cha thì là có thể là sai sót là khác cha. Nhưng mà mình đã làm về dòng mẹ rồi thì người mẹ mà mang thai mà đẻ ra thì tất cả những người con là chắc chắn là nó sẽ có cùng cái thi thể với người mẹ. Nhưng mà mình đã làm 2 lần rồi là vẫn 2 lần nó đều là không có cùng cái thi thể. Trường hợp mà anh Phúc và anh Quý mà cùng một người mẹ đẻ ra thì là chắc chắn là 2 người sẽ có cùng thi thể, nhưng mà đã có sai lệch ở 2 cái vùng xét nghiệm là HB1 và HB2 rồi thì chắc chắn là anh Phúc và anh Quý là không thể nào là có cùng mẹ đẻ ra được.
Dạ, cái đó là khẳng định ở bên chỗ viện oxy luôn ạ. Có nghĩa là Dạ. nếu mà cùng một người mẹ đẻ ra thì không có một cái sai sót nào trong cái ca này cả. Thứ nhất Dạ đúng là rồi. mẫu thì đã lấy trực tiếp, thứ hai Dạ đúng rồi. là đã làm hai lần, vì vậy cho nên là không có Dạ. sai sót. Thật ra dạ, cái trường hợp chỉ có thể là khác nhau không không cùng là trong trường hợp là một trong hai anh là con nuôi thôi. Chứ còn là mình chắc chắn là một mẹ đẻ ra rồi á thì là bất cứ cái người con nào dù người người con trai đầu hay là người con út thì tất cả là cùng cái thi thể, tại vì cái người mẹ mang thai là sẽ là có cái trứng, thì cái trứng là nó sẽ là những cái thi thể của mẹ, thì tất cả các người con thì nó sẽ đều có cùng một cái trứng của người mẹ hết, nên là nó sẽ có cùng thi thể. Còn chỉ trường hợp là sai trong trường hợp là một trong hai anh là con nuôi thì mình mới là không phải là huyết thống thôi. Dạ Rồi, dạ vậy thì nếu ví dụ giả thiết đặt ra thì anh Quý sẽ là con nuôi của người mẹ. Và nếu mà thông tin của người mẹ có trùng khớp với bên anh Phúc thì phải là xét nghiệm với một người nào đó, anh của anh Quý hoặc là em của anh Quý mà được cho rằng là người mẹ đó sinh Dạ. ra, thì nó mới là Dạ. trùng khớp đúng không Dạ đúng rồi em? ạ. Nhưng mà khả năng này chắc là cũng cũng không có, bởi vì là bà đã khó khăn, bà đã cho người anh rồi, cho anh Phúc rồi, mà nói bây giờ Dạ đúng mà nhận anh Quý về nuôi nữa thì cũng không có lý lắm. Không không không, đó chẳng Dạ. qua là chúng ta đưa ra cái giả thiết để là áp dụng vào cái việc nó trúng hay không trúng thôi, chứ còn còn nói để cái khả năng nó xảy ra thì chắc là không có anh Phúc ha, chắc không có xảy ra khả năng đó. Thì đúng rồi, giống như mà mình tin tưởng vào khoa học chút xíu, chứ bây giờ khoa học cũng là xác định là cũng không có chắc đâu. Không thật. Đó, giống như mà nếu mà ngày xưa mà 22 năm trước á, mà anh mà nếu mà có thử ADN này thì anh không bao giờ mà đi tìm mẹ lại nữa, nó có nhiều cái cơ hội đến với anh, thành ra nó 22 năm trước ngồi 2002 anh đi về tìm đã gặp rồi đó, thì đến hai năm mà lại 21 là anh mới phát hiện ra được thôi, thì thành ra bởi vì cơ hội anh nó còn mong manh lắm. Có thể anh nghĩ là lúc đó mẹ anh 22 năm 20 năm trước mẹ anh có thể còn sống mà mình bả biết là một người bà gì đó biết thôi, còn bây giờ 20 năm sau thì mẹ anh có thể qua đời rồi không thể còn nữa đó, thì cái câu chuyện đó đã chìm xuồng mà cũng không biết, mà anh cũng cầu xin ơn trên nếu mà mẹ còn sống thì cái thế nào cũng có ngày hy vọng, mà nếu mẹ anh có mất đi thì anh cũng là cúi đầu tạ ơn mẹ anh, mà anh là một con người sanh ra anh biết anh là người đất Quảng Trị chứ không có lâu đâu chứ quê hương anh cũng là người Quảng Trị, nhưng mẹ anh không có lầm, mẹ anh cho thân thể này anh không không bao giờ làm gì cho mẹ ấy đó. Cái thân thể này anh vẫn giữ đến khi ngày anh đã ra đi thôi đó. Rồi anh ơi, bây giờ thế này, em Hà có bận công chuyện không? Nếu em bận công chuyện, em có thể lo công chuyện của em và anh trò chuyện với anh Phúc Dạ. thêm chút xíu, là anh cũng muốn anh Phúc chia sẻ về cái thông tin thêm một chút để cô chú nào mà chưa nghe trọn cái câu chuyện của anh Phúc đó, thì là sẽ gọi là để biết thêm về cái câu chuyện của anh Phúc để tiếp tục người ta lên tiếng á. Thì vậy em Hà lo công việc của em nha. Cảm ơn em đã dành thời Dạ gian vâng. nha. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Rồi Anh vậy cảm thì ơn em. Hà nhiều nha. Dạ. Em cũng là nhiệt tình với anh lắm. Anh rất Dạ. cảm ơn Hà nhiều. Ok, Dạ. có dịp khác anh em nói chuyện nha. Dạ Ok, vâng rồi, bye em xin phép em chào anh. Rồi Hà. vậy em chào anh nha. Ok, Dạ cảm ơn vậy em có ha. gì nếu mà anh có cần thắc mắc thêm gì thì anh cứ nhắn cho em rồi Ok. em sẽ hỗ trợ ha. Dạ. Ok, Dạ cảm vâng. ơn em nhiều. Rồi, bye Dạ bye vâng, em. em xin phép em chào. Dạ rồi em chào hai anh ạ. Rồi, em nói chuyện với anh Phúc một chút nữa. Ok. Anh thì nhận thấy là con như bên chú Quý nói thì anh cũng hy vọng là mẹ anh là chính là người ở Sài Gòn mà đi ra ngoài đó sanh anh ra, thì có thể cũng là sự giàu khó khăn sanh ra xong rồi đi cho, thì nói cái thời gian trước á, cái thời trước á, thì trong lính á, thì có đi đâu cũng có vợ dẫn theo, có là rất nhiều rồi á, là nếu mà mẹ anh có một bà dì ở ngoài đó đi theo chồng ra đó thì anh cũng hy vọng cái đó, mà nói ở La Vang nữa anh thấy anh mà cũng mừng, còn nếu mà nói về mà ở Quảng Trị mà ở trong Sài Gòn này đó đem đứa con ra đó thì anh không tin, mà nói đây mẹ anh á là có thai anh lúc mà trong miền Nam này mà đi ra ngoài đó
thì anh có khả nghi cái đó thôi. Đó, cái khả nghi là vấn đề đó thì có lý do, nó có lý do mình đáng tin. Đó, mà nhưng mà may ra thì mình không có được con như là cùng huyết thống với nhau thì cũng đáng tiếc. Nhưng bên anh quý thì con chú quý thì không có muốn xét nghiệm làm lần nữa, thì cháu Xuân nó cũng có nói là nó bác cho con xin cái thì anh cũng sẵn sàng, tại vì nhiều khi cũng không biết là lấy tóc không được thì lấy cái nước miếng bọt thì có thể hy vọng gì đi, mà nhưng đáng tiếc là mình không ấy, thật sự là mình có hơi đáng tiếc cũng là, chứ còn nếu mà có thì anh qua đó anh cũng ở lại nữa đó. Và thưa anh thế này. Cái lần đầu tiên đó em Hà trả lời cho em biết rằng là anh Vĩ ơi chết rồi, cái ADN của anh Phúc với anh Quý là không không trùng khớp như cái lời kể và không có cuộc huyết thống, và bên gia đình của anh Quý đó yêu cầu có xét nghiệm thêm lần nữa, thì bây giờ thế nào anh? Nghe Hà nói như vậy đó thì em với Hà có thảo luận, nói từ từ hẳn báo nếu vậy thì để cho gia đình xét nghiệm thêm lần nữa rồi chúng ta hãy báo cho đôi bên để rồi rủi mà ví dụ như là có một cái sơ suất nào đó giống như Hà nói hồi nãy đó, là lỡ mà ví dụ như là trước khi lấy mẫu rồi uống cà phê hoặc là hút thuốc hoặc này kia thì nó có thể làm cho cái gen nó khác đi Đó. hoặc là sai sót này kia đó, thì cũng gọi là nói thì vậy thôi chứ trong lòng em thì em cũng nghĩ rằng là cái sai sót đó cũng không có nhiều, thì để Có bao làm nhiêu làm cho để cho đôi bên gọi là theo cái yêu cầu của bên anh Quý thôi, chứ còn em với Hà cũng có nói với nhau là cái khả năng trật là rất là cao, khả năng trật lên đến 80-90% và chỉ có 10% là do cái có thể sai sót trong cái lấy mẫu, nhưng mà gia đình yêu cầu như vậy thì bây giờ cũng phải gọi là mình làm cho gia rồi, đình vui. đúng là tỏ già tỏ già tỏ già thì mình có chấp chấp nhận, mà anh cũng vậy thôi, anh cũng nói là con chơi chờ chơi cái quan tâm thôi, cái chuyện đó thì anh cũng là mong muốn vậy thôi, thì thôi mai anh nói ra thì cũng không có trúng thì thôi, bây giờ mình cũng chờ thì cơn duyên thôi, chứ bây giờ biết làm sao nữa, em cũng hết, em cũng nhiệt tình với anh cũng làm rồi, chú Vĩ làm cũng hết lòng rồi, anh cũng là thành ra anh cũng là tìm cách mẹ thì con đi đi con chỉ là hết tìm mọi cách đó, kêu bằng mọi cách để tìm đó. Thì ở Quảng Trị nha, anh còn lên trên Quảng Trị Đài Phát thanh Quảng Trị nữa đó, Đài Phát thanh Quảng Trị rồi anh tìm mà mẹ anh nghĩ là mẹ anh thì có thể bà sẽ ra đi rồi, Thì chứ nếu còn đó thì đúng rồi, nếu còn thì có thể nghe được. Và em cũng xin nói với anh là thế này, như anh em mình trao đổi hôm trước đó, thật ra vào cái thời điểm này cái sự mà lan tỏa trên cộng đồng thì đó là một cái việc mà theo Tuấn Vị nghĩ là hữu hiệu nhất. Tuy nhiên thì thấy cái nỗ lực của anh đi dán tờ rơi khắp nơi và đi vào các cái hang cùng ngõ hẻm này kia dán như vậy thì em cũng hoan nghênh, bởi vì mình đặt ra những cái trường hợp chẳng hạn như là cái vùng đó xa xôi người ta không có theo dõi điện thoại, người ta không có cái xem điện thoại, không có cập nhật được và gọi là người ta không có công nghệ thông tin, không có tiếp xúc với công nghệ thông tin á, thì mình cũng đề phòng vậy thôi, chứ còn rồi thật ra thì anh dán như vậy một ngày thì đâu có được bao nhiêu người đọc đâu, nhưng mà thấy cái công anh nó lớn quá thật, trong lòng em không biết nói làm sao luôn á, cái công nó lớn Chú quá. Quý biết sao anh á, là có đứa em là nó cũng đi làm thiện nguyện ở ngoài đó nhiều lắm, là tên Huyền, mà đi ra ngoài đó là nó làm á, rồi trong chùa thì dán vào chùa thì sẽ có những cái người ta đi chùa, những bà lớn tuổi, bà mẹ lớn tuổi, bà mẹ lớn tuổi, và trong cái trường học cấp 3 ở Quảng Trị á thì có đứa em á, nó cũng dán ở trong cái trường học, thì những đứa học cấp 3 là nó học á, thì nó biết chữ rồi, nó thấy về thì nó có thể là đem cho mẹ hay là cho bố hay là cho ông mẹ nó coi đó, cháu nó coi, rồi ngay cái nhà thương anh cũng có dán nữa, để dán nhà thương thì có nhiều người ta đi thăm bệnh hoạn cái nữa đó anh, đó là cách này cuối cùng nữa là thôi đó, thì cũng hết mình quyết tâm dữ lắm rồi, nhưng bây giờ không được, anh chỉ mà nghĩ là người sợ mẹ là khổ thôi chứ không có sao hết trơn, chỉ có sợ mẹ mình cực khổ rồi thì thôi, chứ còn ngoài ra anh mẹ anh đi thì anh nghĩ là có thể bà đã đi rồi, chứ nếu mà bà còn thì chắc chắn bà sẽ phải phải biết cái tin tức này, có thể bà đã đi
Trong trong cái lương tâm anh đó là lúc nào bà cũng gần bên mũi với anh, bà cũng ủng hộ cho anh. Thầy ra anh được cái sự may mắn trên công ăn việc làm. Hôm nay anh đã về Rạch Giá đó, anh mới về Rạch Giá tối hôm qua, thì ngày mai anh lên Sài Gòn là anh sắp xếp anh đi. Tội nghiệp, anh ra ngoài Quảng Trị dễ là cũng sắp xếp chạy ngược chạy xuôi ra ngoài đó rồi đi dán băng rôn này nọ. Và trong cái quá trình đi dán băng rôn và hỏi thăm ở những người địa phương đó thì anh có hy, anh có hy vọng gì về cái việc mà hỏi thủ công như vậy không? À, cũng có nhiều người đó là nói không, như là có ở ngoài đó có là em của anh đó, mà ngày trước đó thì nó cũng nói là nó cũng đi hỏi lắm, có bạn bè của nó là đi hỏi lắm, rồi anh vào nhà thờ cha xứ, rồi anh nhờ cha xứ ở La Vang á, anh lên mấy tờ nói nhờ con nhờ cha, cha xin cha giúp giùm cho con là dán mấy cái giáo xứ gần gần đó hay là ở xa xa đi, cha có nhận lời với anh đó. Rồi đứa em anh đó ở ngoài kia nó cũng đi, nó đi hỏi gì lắm đó, là nó cũng đi hỏi từ người của bạn bè của nó. Mà nhưng anh hy vọng rằng cái dặn này anh dán ở cái nhà nhà thờ với chùa với thấy thì cũng hy vọng nhiều. Cũng hy vọng đi. Mình hy vọng là mình làm nỗ lực hết mình đó. Đó. Thì qua đây em cũng xin nhắn gửi trên cộng đồng là thứ nhất là những cô chú ở cái khu vực La Vang thì có bà mẹ nào hay là có gia đình nào mà có cái thông tin tương tự giống mà đáng khả nghi thì cũng mong đọc những cái tờ rơi mà anh đã đi dán ở các chùa, các nhà thờ này kia đó, thì mong chúng ta lưu ý dùm, rồi có tin tức gì thì xin báo lại dùm cho Tuấn Vĩ dùm. Và dường như là ở trên các cái tờ rơi đó anh cũng có để cái số điện thoại này cái của anh ha. Có số để điện thoại được mà. Mà anh thì anh nói là thật sự ra anh nói là Tuấn Vĩ làm là quá trời là đặc biệt rồi. Anh phải nói là quá tin tưởng, mà anh chỉ sợ là chỉ nghĩ một điều mà bỏ nói tới mẹ anh bắt đi thì tự nhiên trong lòng anh nó cảm xúc nó dâng trào thì thôi. Chứ anh nghĩ là một anh hy không còn hy vọng là mẹ anh còn. Nếu mà lên 5 lần trên kinh của Tuấn Vĩ rồi anh dán rồi quảng cáo vậy rồi đọc thông tin trên TV nữa mà không thấy một tin tức gì hết trơn đó thì anh nghĩ là bà nó ra đi. Thôi thì bây giờ cũng không biết sao hơn, mình cứ làm theo những gì mình có thể làm, còn cái việc cái việc mà tới đâu thì chúng ta đón nhận tới đó. Nếu may mắn mà mẹ còn thì còn được gặp mẹ, còn nếu rủi mà mẹ không còn thì cũng biết được cái cội nguồn, biết được các cậu các anh chị này kia ví dụ như vậy. Thôi thì con với là tùy duyên thôi. Mà Phúc đây á, thật sự Phúc cũng là cảm ơn cái là cô chú cho cô bác ở trên anh em trong cộng đồng mạng. Cũng có nhiều người á là có chia sẻ rất nhiều và cũng bình luận được cái điều tốt chứ không phải là không. Nói thật sự ra trên cộng đồng cộng mạng thấy cái cuộc sống của ai thấy cái kiểu cái tình mẹ của anh á thì cũng như bao nhiêu người khác mà đều anh cái số của anh nó rất mỏng manh đó, anh biết là gì vậy. Nhưng anh thấy anh còn sức đó, còn khả năng được anh dẫn đi tìm thì thôi. Chứ còn anh thấy cũng không có được mà được nhiều cái sự hy vọng lắm. Không hy vọng lắm. Nhưng một lần nữa lần nữa anh cũng xin cảm ơn cô bà chú bác trên cộng đồng mạng và cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều và cảm ơn là em Hà. Và anh mong muốn Tuấn Vĩ quá tốt, không biết diễn tả làm sao. Em thấy mà bao nhiêu lần em tìm ra được bao nhiêu gia đình khác anh là rơi nước mắt. Anh cũng như là chia sẻ mình vui mừng cho người ta đó, đó mình vui mừng tiếp cho người ta thôi. Đó bây giờ con với chị Duyên thì con với anh đã biết rồi, vợ chồng Tuấn Vĩ thì khi nào anh về anh cũng ghé thăm. Đó trong bữa hôm ghé nhà em mà thì mình nó vui. Mà được cái là mình thời gian không có cho phép mình nhiều trong bữa nào về lâu nữa thì còn ở lâu nữa. Ok rồi anh cho em xin một phút nha, anh cho em xin một một phút nữa để em hỏi là thứ nhất á, là cái thông tin như anh chia sẻ kỳ trước á thì nó là chỉ có vậy thôi chứ có anh có thêm bổ sung được cái gì thêm và anh có hỏi được gì thêm không? Không, tại vì mẹ anh á mà nuôi anh kể là ngày xưa tại lý do hồi nãy em Hà hỏi là mẹ anh là không có con, mà cái bà chăn bò đó
bà nó hỏi ông chị anh chị này có con hay chưa, nó chưa thì cái người đó chăn bò đó thì nói con như này, con nhỏ nó sanh mai mốt nó sanh tôi xin nó để tôi hỏi nó cho mình nuôi. Em xin lỗi nha, chúng ta nói từ đầu đi thì mới có thể hiểu được. À, còn còn tự Dạ. dưng vô bà chăn bò thì sợ cô chú trên cộng đồng không hiểu đó, cho nên là À. em hỏi cho nó nhanh Dạ. ha. Thứ nhất là anh được nghi ngờ, anh sinh năm 1959 hoặc là 60, cuối năm 59 Dạ. hoặc là đầu năm 60, và Đúng rồi. khi sinh ra đó thì là được gia đình của ba mẹ nuôi của anh là ông bà Đỗ Hạnh nhận nuôi. Và Ui, Và đúng rồi. trong cái Dạ. thời điểm ông bà nhận nuôi đó thì nghe ông bà kể lại là trước khi nhận nuôi là có một người đã đặt vấn đề và có nói là tôi có bỏ một em bé ở ngoài bụi dứa đó. Ông bà ra đó mà lấy em bé vô để tội nghiệp, thì ông bà mới ra ẵm em bé ở ngoài bụi dứa vô, là địa điểm là ở Dạ. La Vang đúng không? Địa điểm là La Vang, Quảng Trị. Dạ 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 Dạ. đúng rồi. Rồi, và nghe nghe đâu đó cái người mà vô kêu đó là nghi ngờ cái người đó là người dì chứ không phải là người mẹ, có nghĩa Dạ. là Dạ đúng rồi, đúng rồi. người mẹ không ra mặt. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nghe nói là người gì đó. Rồi, còn Đó. còn cái người chăn bò thì liên quan như thế nào anh? Người đang bò này á là cái người dư giới thiệu thôi. Người giới thiệu cũng như là người này á, là con kia thấy ba mẹ nuôi hai vợ chồng không có con, thì người chăn bò này mới nói ở anh chị không có con dưới này nó có cái con nhỏ này, nó có bầu mà nó gần sanh rồi, có thể nó sanh rồi nó cho thôi, có gì tôi xin mép miệng nó để cho. Thì về á thì vài 1 2 tháng sau đó sanh anh không biết, thì khi đó là mẹ nuôi anh mới kể lại là cái người á cho là cái người gì ẩm bỏ ngoài bụi dứa chứ không phải là mẹ cho nữa. Đó là cái câu chuyện gì thì chỉ có biết kể như vậy thôi. Rồi, có nghĩa là trước đó là người chăn bò đã đánh tiếng trước. Đúng không? Đánh tiếng trước, đúng rồi, đúng 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 Rồi. rồi, đúng rồi. Chứ còn không liên quan gì đến người chăn bò cả, chỉ là người chăn bò đến đánh tiếng là gia đình không có con, gia đình ông bà Đỗ Hạnh không có con rồi. Nguyên chuyện có như Vậy thôi. vậy Rồi nha. có con nhỏ xóm dưới nó sinh bữa nào rồi nó sinh rồi sinh nó mà đuôi đại khái đánh tiếng trước vậy ha. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng Ok anh. Rồi bây rồi giờ thế này, anh lo công chuyện đi, một lần nữa thì không biết nói sao hơn, chỉ biết chúc sức khỏe cho anh, và trong tương lai á thì có ai lên tiếng gì thì em sẽ báo cho anh biết nhanh nha. Ok, xin cảm ơn bà Trung Vĩ nhiều. Cho một lần nữa thì lỗ phút để xin cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều, bà con với thành phật rất nhiều. Thì mong muốn rằng ông chỉ là tất cả mọi người được bình an, và cầu xin ơn trên ban cho mọi người được có lúc nào cũng bình an, vui tươi, mạnh khỏe. Và mong muốn chuẩn bị lúc nào cũng đem tín niềm vui cho mọi người, nhiều hơn cả những người phát hành giống như anh. Cảm ơn chuẩn bị nhiều. Ok anh, Ok, rồi bye bye bye. bye anh nha, chúc anh sức khỏe. Bye bye, ok. À.